Ngày 20 tháng 3, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại vụ dàn cảnh lấy đi điện thoại táo tợn ở một tiệm mua bán sửa chữa điện thoại trên đường liên ấp 123, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Qua tìm hiểu, nạn nhân trong vụ việc là chủ cửa hàng điện thoại nói trên, một người đàn ông 37 tuổi quê Hà Nội. Khoảng 20 giờ ngày 19 tháng 3, ông này đứng bán hàng thì có một thanh niên chạy xe máy đến dừng trước cửa tiệm hỏi mua điện thoại cũ. Sau khi xem và đồng ý mua chiếc điện thoại giá hơn 3 triệu đồng, chủ tiệm làm giấy bảo hành cho nam thanh niên. Tuy nhiên, ghi giấy xong, chủ tiệm để điện thoại lên bàn rồi xoay người ra phía sau lấy đồ, thì nam thanh niên cầm chiếc điện thoại đã thỏa thuận mua trước đó, bỏ vào túi, rồi nhanh chóng tẩu thoát. Người đàn ông phát hiện vụ việc đã tri hô và cùng một vị khách đứng mua đồ lấy xe máy đuổi theo nhưng bất thành. Chủ tiệm cho biết, trước đó từng bị kẻ gian đến trộm điện thoại, phá camera an ninh, nên ông rất cảnh giác, lắp đặt thêm các còi báo động, làm thêm khóa tủ trưng bày điện thoại nhưng vẫn mất tài sản. Vụ việc chưa được người đàn ông trình báo đến cơ quan công an.